Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, Đức Giêsu nói với các thượng tế và kỳ mục trong dân rằng: Các ông nghĩ sao? Một người kia có hai con trai. Ông ta đến nói với người thứ nhất: Này con, hôm nay con hãy đi làm vườn nho. Nó đáp: Con không muốn. Nhưng sau đó nó hối hận nên lại đi. Ông đến gặp người thứ hai và cũng bảo như vậy. Nó đáp: Thưa ngài, con đây. Nhưng rồi lại không đi. Trong hai người con đó, ai đã thi hành ý muốn của người cha? Họ trả lời: Người thứ nhất. Đức Giêsu nói với họ: Tôi bảo thật các ông, những người thu thuế và những cô gái điếm vào nước Thiên Chúa trước các ông. Vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm lại tin. Phần các ông, khi đã thấy vậy rồi, các ông vẫn không chịu hối hận mà tin ông ấy. Đó là lời Chúa. Thưa quý bà anh chị em, bài tin mừng hôm nay cũng dễ hiểu và chúng ta biết ngay những ai mà Chúa muốn ám chỉ đến trong cái bài dụ ngôn. Trong dụ ngôn, khi người cha bảo với người con hãy làm vườn nho cho cha, thì đứa con thứ nhất trả lời không, rồi sau đó hối hận và đi làm. Người con này ám chỉ những người thu thuế và đĩ điếm, những người bị kết án là quân tội lỗi. Tuy sống nhiều năm xa cách Chúa, nhưng khi ý thức lại, họ sám hối quay trở về, tin vào Đức Giêsu đấng là đường, là sự thật và là sự sống. Trong như tin mừng kể lại, Madalena, Giác-kêu, người phụ nữ xứ Samaria, thiếu phụ ngoại tình, người trộm lành, đều là những người đã nói không, rồi sau đó đổi ý bằng con đường sám hối và bằng những cái hành động đổi đời cụ thể. Và như thế họ đã được cứu sống. Còn đứa con thứ hai lập tức thưa vâng rồi chẳng làm. Đó chính là giai cấp lãnh đạo tôn giáo thời bấy giờ. Họ có vẻ mau mắn vâng lời Thiên Chúa trong việc tỉ mỉ giữ những cái tập tục truyền thống, nhưng lại chẳng thi hành ý muốn của Thiên Chúa. Họ là cái loại người thờ kính Thiên Chúa bằng môi, bằng miệng, còn lòng trí thì lại xa Chúa. Chúng ta cũng thường có cái thái độ mau mắn đối với Chúa như thế, nhất là sau một cái tuần tĩnh tâm sốt sắng, sau khi xưng tội hay sau khi nhận được một cái món quà Chúa ban. Ngay lập tức chúng ta thề hứa với Chúa sẽ làm việc này, việc kia, làm việc lành này, việc thiện kia, sẽ bỏ thói xấu này, sẽ bỏ dịp tội khác. Nhưng sau đó đâu lại vào đấy, chẳng có thay đổi gì. Thế rồi Chúa Giêsu kết luận, một cái kết luận khiến các ông thượng tế và kỳ lão lấy làm ngỡ ngàng và cả phẫn nộ nữa. Người bảo phường thu thuế đĩ điếm sẽ vào nước trời trước các ông. Ngài đặt
phường thu thuế đĩ điếm những người tội lỗi trước họ. Và Đức Giê-xu nói thêm, bởi vì ông Gioan đã đến chỉ đường công chính cho các ông, mà các ông không tin ông ấy. Còn những người thu thuế và những cô gái điếm thì lại tin. Thế thì Gioan đã chỉ đường thế nào? Trong Matthew chương 3, khi Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan, các ông biệt phái và sa đốc đến xin chịu phép rửa, thì Gioan đã nghiêm khắc nói với họ: nòi rắn độc kia, ai chỉ cho các anh cách trốn cơn thịnh nộ của Thiên Chúa sắp giáng xuống vậy? Các anh hãy sinh hoa quả để chứng tỏ lòng sám hối. Đừng tưởng có thể bảo mình, chúng ta đã có tổ phụ Abraham. Vì tôi nói cho các anh hay, Thiên Chúa có thể làm cho những hòn đá này trở nên con cháu của Abraham. Cho nên không phải cứ cắt bì, cứ cậy dựa là con cháu Abraham, có nghĩa là không phải cứ vâng thì được hưởng nước trời, nhưng là phải sám hối. Một cái lòng sám hối phải được chứng tỏ bằng những cái việc làm cụ thể, bằng cách sinh hoa quả. Và kính thưa quý bà anh chị em, cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra đó là: tại sao những người thu thuế và gái điếm lại dễ thống hối hơn là cái giai cấp lãnh đạo Do Thái? Tại sao vậy? Lý do là vì cái tình trạng tội lỗi của những người thu thuế, những người gái điếm là quá hiển nhiên, quá rõ ràng. Xã hội lên án, lương tâm họ cũng dằn vặt. Họ không còn chối cãi vào đâu được, không còn ảo tưởng gì nữa. Họ phải nhận chân sự thật về con người của mình. Họ thực sự là người tội lỗi trước mặt người khác cũng như đối với bản thân họ. Cho nên chỉ có hai con đường: hoặc là dìm sâu hơn nữa trong tội, hoặc là quay trở về cách quyết liệt như Matthew, như Madalena, như Zacchaeus. Ngược lại, cái giai cấp lãnh đạo Do Thái, họ đâu nghĩ là mình có tội. Họ đã làm mọi cách để xã hội và dân chúng luôn ca tụng đề cao họ. Họ cảm thấy mình là người đạo đức hơn biết bao nhiêu người, và lương tâm họ cảm thấy bình an trong cái cách sống đạo của họ. Mà đã bình an, đã không có tội thì cần gì phải quay về, cần gì phải thống hối. Cho nên họ có thể tự tại trong cái tình trạng của họ, cái tình trạng mà thật ra sách khảo Khải Huyền mô tả là: ngươi chẳng lạnh cũng chẳng nóng, vì ngươi hâm hẩm chẳng nóng chẳng lạnh nên ta sắp mở ngươi ra khỏi miệng ta. Thực tế, chúng ta không dễ nhận ra mình là người có tội. Các thánh luôn ý thức một cách sâu xa cái sự yếu đuối tội lỗi của mình. Có phải là các thánh giả bộ không? Thánh Gioan Tông Đồ viết: nếu chúng ta nói là chúng ta không có tội, chúng ta tự lừa dối mình, sự thật không ở trong chúng ta. Xin hỏi quý ông bà anh chị em, ở đây chúng ta có cái tội chia chí không? Có không? Có hay đi xưng tội là mình chia chí không? Có không? Thường là không có người bảo chẳng có tội gì ngoài cái tội chia chí. Quý bà anh chị em có muốn hết cái tội chia chí không? Dễ lắm. Dễ hết cái tội chia chí là một trong những cái tội dễ hết nhất. Có người họ bảo như thế này: tôi suốt đời chẳng bao giờ phạm tội chia chí. Sao như vậy được? Anh đâu có phải là người đạo đức cái gì đâu. Tại sao? Bởi vì có đi lễ bao giờ đâu mà chia chí. Không đi lễ thì làm sao mà chia chí? Cho nên muốn chữa cái sự chia chí dễ lắm.
đừng có đi lễ, đừng có đọc kinh nữa. Thì không đi lễ thì làm gì mà có chuyện chia trí, phải không? Dĩ nhiên là trong cái chuyện này nó cũng nhiều cái để chúng ta suy nghĩ, có nhiều cái hay lắm, cũng thú vị lắm. Nhưng mà thôi, nói thế là nói cho vui thôi. Cái điều mà tôi muốn nhắm đến đó là chúng ta không có tội chia trí chỉ bởi vì chúng ta không ở trong cái hoàn cảnh có thể chia trí. Không đi lễ thì làm sao mà chia trí? Cũng vậy đối với những cái tội khác. Tội trộm cắp giết người ngoại tình, tôi không phạm tội chỉ bởi vì tôi không ở trong cái hoàn cảnh có thể phạm tội. Không ở trong cái hoàn cảnh có thể phạm tội. Khi chúng ta sống trong gia đình, sống trong một họ đạo, sống trong một dòng tu, với những cái mối tương quan, với những cái hình ảnh tốt đẹp đã có trong mắt của mọi người, những cái điều đó khiến chúng ta không dám phạm tội, không dám làm cái điều gì xấu. Nó không xem ra không xứng đáng với cái tư cách mà mình đã có. Nhưng mà khi chúng ta thoát khỏi cái môi trường đó, xem ra cái môi trường gò bó đó, nghĩa là khi mà không có ai quen biết, không còn bị ràng buộc bởi những cái mối tương quan, không còn bị sợ, bị đánh giá, cái lúc đó cái con người thật của chúng ta mới dễ bộc lộ. Mới dễ bộc lộ. Thì đó, cái tình trạng chung trạ, sống chung, sống thử, rồi có thai ngoài ý muốn của những cái người di dân cho thấy rõ cái điều đó. Thoát khỏi gia đình, thoát khỏi xóm làng, một cái nơi không ai biết mình. Cũng vậy, một người được đánh giá là rất đàng hoàng, đĩnh đạc, nhưng mà khi lên mạng với một cái nickname, với một cái tên ảo, có thể biến thành một con người hoàn toàn khác. Một con người hoàn toàn khác khi mà thoát khỏi cái nhìn của người khác, thoát khỏi cái đánh giá của người khác, cái lúc đó cái con người thật của mình nó mới bộc lộ ra. Trong cái dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện, cái người Pha-ri-siêu hãnh diện giang tay cầu nguyện, lạy Thiên Chúa, xin cảm tạ Chúa vì con không bao như bao kẻ khác tham lam bất chính ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Không tham lam bất chính ngoại tình, không tham lam trộm cướp, là chỉ bởi vì chưa bao giờ rơi vào cái hoàn cảnh nghèo khó túng cực. Thử rơi vào đó coi được có ăn cướp hay không. Không tham nhũng bất chính là bởi vì chưa có chức có quyền. Không chưa ngoại tình bởi vì còn sợ mang tiếng, vì chưa có dịp thuận tiện. Chứ trong lòng nghĩ gì ai mà biết. Cho nên Chúa nói, ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi. Chỉ là chưa có cái dịp thuận tiện thôi. Cho nên khi xét mình, không thấy mình có tội gì, không có nghĩa rằng tôi thánh thiện. Không có nghĩa rằng tôi thánh thiện. Bởi lẽ có khi là do tôi không ở trong cái hoàn cảnh có thể phạm tội. Cho nên cái mức độ thánh thiện không có đo ở cái số tội mà chúng ta phạm, mà đo ở cái lòng yêu mến, mong muốn thực thi ý Chúa. Cái sự thánh thiện nó là một cái tình trạng bền vững, giống như là cái tình trạng bình an mà Chúa ban. Một cái bình an mà không có kể cái ngoại cảnh, dù cái ngoại cảnh có khó khăn thế nào, lòng vẫn bình an. Cũng vậy, cái sự thánh thiện thực, đó là một cái sự thánh thiện mà dẫu có ở trong một cái bối cảnh thế nào, cũng vẫn luôn luôn yêu mến Chúa, vẫn luôn luôn tìm theo thánh ý Chúa. Và rõ ràng chúng ta thấy, để đạt tới cái sự thánh thiện đó, thì không phải là bây giờ chúng ta không phạm tội gì, nhưng mà là nó phải trải qua bình thường, trải qua một cái quá trình được Chúa thanh luyện, được Chúa huấn luyện, rồi càng ngày mình mới càng trở nên. Dĩ nhiên có những vị thánh được Chúa ban ơn đặc biệt như là Đa Minh Savio, như Thánh Teresa Hài Đồng,
rất trẻ mà rất thánh thiện. Cho nên nói như vậy để chúng ta cần ý thức rằng chúng ta vốn yếu đuối tội lỗi, chỉ nhờ ơn Chúa giúp mà chúng ta không xa trước cám dỗ thôi. Không xa trước cám dỗ, để rồi từ đó chúng ta biết thông cảm, yêu thương, cầu nguyện cho những người có tội, và chúng ta biết luôn luôn gắn bó với Chúa, biết mình tội lỗi yếu đuối. Và khi tội lỗi yếu đuối trở lại ngay với Chúa, cho dù tội có lớn thế nào, mỗi mà khi chúng ta còn sống là chúng ta còn hy vọng được Chúa cứu. Như bài đọc một đã nói, cái người công chính mà bỏ cái đường công chính phạm tội thì nó sẽ chết. Ngược lại, cái người có tội bỏ cái đường tội lỗi của nó mà làm điều tốt thì nó sẽ được cứu sống. Cho nên khi mà chúng ta còn sống, khi còn thở là còn hy vọng được trở về với Chúa, miễn là chúng ta trông cậy vào Chúa, miễn là chúng ta bỏ cái con đường tội lỗi của mình. Xin cho mỗi người chúng ta nhận ra mình là người có tội, có nhận là mình có tội, chúng ta mới dễ sám hối, mới thấy mình cần đến Chúa, cần đến Chúa đến mức độ nào.